Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin chào tất cả mọi người đang xem livestream của em ngày hôm nay ạ. Em xin chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình của mình. Em sẽ xin dành ra 2 phút để chào hỏi mọi người. Nên tất cả các anh chị vào xem livestream của em ngày hôm nay, hãy để lại cho em một dấu chấm để em có thể nhìn rõ mọi người hơn để em chào hỏi được mọi người nhé. Vâng, em chào chị Minh Hằng. Em chào chị Khánh Ninh. Em chào chị Nguyễn Vân. Em chào chị Thanh Nga. Em chào anh Trung Kiên ạ. Em chào anh Văn Kiệt. Em chào chị Đặng Hợp nhé. Em chào chị Minh Tâm. Vâng, em chào cả nhà. Các anh chị ơi, các anh chị vào xem livestream của em hãy dành ra vài giây để giúp em chia sẻ một lần lên trang cá nhân và 3 lần lên các hội nhóm để có cơ hội sở hữu một phần quà vô cùng thú vị của em nhé. Trong buổi livestream của em ngày hôm nay, em có rất nhiều các phần quà thú vị muốn gửi tới tất cả các anh chị. Em có 10 suất quà trị giá 50.000 đồng. Đó là 10 thẻ điện thoại 50.000 đồng sẽ gửi tới tất cả các anh chị, chia sẻ một lần lên trang cá nhân và 3 lần lên các hội nhóm nhanh nhất ạ. Được không ạ? Tuyệt vời không ạ? Rất đơn giản thôi, các anh chị chỉ dành giúp em vài giây để chia sẻ một lần lên trang cá nhân và 3 lần lên các hội nhóm ở chế độ công khai nhé. Và 3 cái hội nhóm khác nhau thì em sau buổi livestream ngày hôm nay em sẽ kiểm tra lại và em sẽ gửi tặng mọi người ạ, em sẽ nhắn tin mã thẻ cào cho mọi người. Nên mọi người hãy sau khi chia sẻ xong thì hãy comment giúp em là đã chia sẻ đầy đủ một lần lên trang cá nhân và 3 lần lên hội nhóm để em biết, và em sẽ gửi mã số thẻ tặng mọi người thẻ điện thoại trị giá 50.000 nhé. Vâng ạ, và đặc biệt hơn nữa, nếu như các anh chị em nào xem livestream của em và chia sẻ giúp em một lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các hội nhóm nhé, 5 lần lên các hội nhóm khác nhau ở chế độ công khai và có số lượng bình luận nhiều nhất, thì đến cuối buổi livestream ngày hôm nay em xin tặng anh chị đó một nọ gel vệ sinh Velux tinh chất vàng em đang phân phối ạ. Mọi người nhìn thấy có tuyệt vời không ạ? Lọ gel quá tuyệt vời ạ. Nếu ai được sở hữu em nó và trải nghiệm em nó thì cả em đảm bảo rằng các anh chị em sẽ mê luôn, nhất là các chị em phụ nữ ạ. Vậy nên các anh chị khi vào xem livestream của em hãy bớt chút thời gian chia sẻ giúp em nhé, một lần lên trang cá nhân và 3 lần lên các hội nhóm để có cơ hội được nhận phần quà hấp dẫn ở trong livestream của em ạ, và để mọi người biết đến em nhiều hơn cũng như là sản phẩm em phân phối được đến mọi người nhiều hơn. Em xin cảm ơn mọi người ạ. Em xin chào tất cả mọi người, em là Đặng Huyền, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Và hôm nay, trong buổi livestream ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm vô cùng thú vị, đặc biệt là dành cho các chị em phụ nữ, đó là gel vệ sinh Velux tinh chất vàng 24K. Nếu như các chị em thường hay làm đẹp ở trên khuôn mặt, ở phía ngoài da của chúng ta, nhưng vùng kín của chúng ta thì chưa có một sản phẩm nào để làm đẹp nhé, thì đây là sản phẩm đầu tiên ở Việt Nam cũng như là trên thế giới sử dụng vàng để chăm sóc và làm đẹp vùng kín của chị em phụ nữ mình nhé. Các chị em lưu ý, đây là sản phẩm đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại, được chưa ạ? Sử dụng vàng để làm đẹp và chăm sóc vùng kín của chị em phụ nữ. Chính vì như vậy lên sản phẩm của em xuất sắc vượt qua hơn 5.000 đối thủ để đạt giải cúp vàng thương hiệu xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức vào tháng 1 năm 2019 tại Malaysia đấy ạ. Nên các chị em mà sở hữu lọ gel này sử dụng thì quá là tuyệt vời luôn ạ. Cảm giác vô cùng là mê luôn. Và tại sao lại mê như vậy thì em sẽ chia sẻ ngay sau đây để dành cho các chị em ạ. Vâng, em chào chị Khánh Vân, em chào chị Thanh Nga, em chào chị Như Quỳnh, em chào chị Minh Huệ nhá, em chào chị Minh Tâm. Các anh chị vào xem livestream của em hãy chia sẻ giúp em nhá, một lần lên trang cá nhân và 3 lần lên trên hội nhóm để có cơ hội giành được phần quà thú vị của em, đấy chị ạ. Vâng, gel vệ sinh Velux tinh chất vàng của em thuộc thương hiệu Velux của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và phát triển Bảo Minh. Tất cả các sản phẩm bên em phân phối đều có số công bố của Bộ Y tế nhá mọi người nhá, và có đầy đủ giấy tờ minh bạch. Nên mọi người hãy yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Nếu như các loại hóa mỹ phẩm kia chỉ có số công bố của bên mỹ phẩm thôi, nhưng tất cả sản phẩm ở bên em phân phối nhá đều có số công bố của Bộ Y tế, nó đẳng cấp hơn rất là nhiều luôn các chị em nhá. Và tất sản phẩm nào bên em cũng sẽ có tem bảo hành.
Đây là tem bảo hành mọi người thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu như mọi người thường hay thấy tem bảo hành ở những siêu thị điện máy khi mình mua cái đồ vật gì đó có giá trị rất lớn như điện thoại hay là tivi, tủ lạnh, điều hòa vân vân có giá trị lớn thì chúng ta có phiếu bảo hành, nhưng một nọ gel vệ sinh Velox tinh chất vàng như thế này bên em cũng có phiếu bảo hành để mọi người hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng nhé. Và trong phiếu bảo hành công ty có cam kết nếu như các anh chị em sử dụng mà phát hiện ra bất kỳ một thành phần nào độc hại như là chì, thủy ngân, creotin hay là bất kỳ hợp chất nào vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế thì công ty em sẽ xin thưởng cho các anh chị đó 10 triệu đồng trên một hộp. Như vậy nếu nhiều hộp thì công ty sẽ thưởng cho anh chị thật nhiều nhiều, 10 triệu đúng không ạ? Nên các anh chị hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm bên em ạ. Được chưa ạ? Ngoài nhé, ngoài phiếu bảo hành thì trên mỗi sản phẩm bên em đều có một cái tem xác thực hàng chính hãng nhé. Mọi người có thể quan sát này, trên tem này có cú pháp nhé. Nếu như các anh chị em muốn xác định được cái sản phẩm mình đang cầm trên tay có phải là hàng chính hãng hay không, hãy soạn tin theo cú pháp ở trên tem này cho em được chưa ạ? Gửi chỉ mất 100 đồng thôi ạ, nếu mà anh chị phân vân ạ. Mọi người có thể quan sát đây là lọ gel vệ sinh Velux tinh chất vàng bên em ạ. Bên trong có rất nhiều các vảy vàng rất là đẹp đúng không ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, vậy thành phần chính của gel vệ sinh Velux vàng là gì? Thành phần chính đó là vàng 24K, cúc la mã, lá trầu không, lô hội, vitamin E, bạc lan lô và một số hệ đệm khác vân vân. Các anh chị lưu ý nhé, vàng 24K này được Chủ tịch Hiệp hội Dát vàng Việt Nam làm ra và công nhận nhé. Nên chúng em sẽ được làm ở trong nọ gel này là nên là có phiếu bảo hành để mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm nhé, chứ không phải là vàng giả đâu. Mọi người sẽ có câu hỏi là làm gì có chuyện là vàng ở trong ngoại giao này, nhưng đây ạ, bọn em đã cam kết nhá, nếu bất kỳ một thành phần nào không đúng với cả cả sản phẩm mà bọn em giới thiệu nhá thì các chị em sẽ được thưởng 10 triệu, nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Vàng này là do Chủ tịch Hiệp hội Dát vàng làm ra và công nhận ạ. Với thành phần vàng và cúc la mã, nó sẽ giúp da vùng kín của chúng ta sáng hồng, chống nhăn nheo chảy xệ, săn chắc và tăng collagen, lưu thông máu cực kỳ tốt. Lá trầu không lô hội, bạc la lô, vitamin E có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, ngăn ngừa các viêm nhiễm phụ khoa và đặc biệt là ngăn ngừa mùi hôi cực kỳ hiệu quả, giữ được độ ẩm tự nhiên trong âm đạo và ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Các chị em có thấy tuyệt vời không ạ? Nếu như các sản phẩm ở ngoài thị trường của mọi người nhé, khi rửa xong mọi người có cảm giác khô khô, rát rát và đặc biệt là vẫn ngứa thì gel vệ sinh Velox tinh chất vàng bên em giải quyết tất cả các vấn đề đó cho mọi người. Được chưa ạ? Khi mọi người rửa gel vệ sinh Velox tinh chất vàng này ngay từ những lần đầu tiên, mọi người đã cảm giác thoải mái và mềm mại, thoáng mát. Thoáng nhá, rất là mát dịu nhẹ chứ không phải mát như cái kiểu bạc hà mà nó mát kiểu ấy đâu. Nó rất là dịu nhẹ, nó là cúc la mã mà, nó rất là dịu nhẹ và nó thoáng là hết mùi hôi, khắm và đặc biệt là không còn ngứa. 10 chị em được hỏi thì phải đến 9 chị nói là dùng cái dung dịch ở ngoài thị trường rửa xong vẫn rất ngứa. Thì đối với gel vệ sinh Velox tinh chất vàng bên em, rửa xong là hết ngứa luôn ạ. Em cam kết với mọi người nhé, nếu như em nói không, nếu như em nói sai về sản phẩm của em thì em xin hoàn tiền gấp đôi lại cho mọi người. Và tường Facebook của em đây mọi người cứ vào lém gạch đá thoải mái ạ, được chưa ạ? Tại sao em bán sản phẩm rất là lâu rồi, mọi người dùng rất là lâu rồi, có phản hồi rất là tốt và em chưa hề bị lém gạch đá một lần nào cả. Nên các anh chị hãy hoàn toàn yên tâm về sản phẩm em đang giới thiệu cho mọi người nhé. Và em sẽ cho mọi người thấy được cái sự khác biệt giữa gel vệ sinh Velox tinh chất vàng em đang phân phối với so với những cái dung dịch vệ sinh mà các chị em đang sử dụng khác nhau ở điểm gì. Vâng, em chào chị Thanh Huyền. Vâng, em chào chị Phạm Thu. Em chào chị Nguyễn Huê. Vâng, em chào anh Trung Quang à, Quang Trung à. Vâng ạ, em xin chào mọi người. Chị ơi, chị Minh Hằng, gel có sử dụng được cho bà bầu không? Chị ơi, gel vệ sinh Velox em đang phân phối nhá, cực kỳ an toàn và lành tính, dùng được cho cả nam và nữ, rồi cả người lớn và trẻ em, và đặc biệt là phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh thì dùng cực kỳ tốt luôn chị nhé. Vì khi các chị đang mang bầu ấy
thì lúc này nội tiết tố trong cơ thể các chị đang thay đổi để thích nghi với việc có em bé, lên trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối các chị bị viêm nhiễm cực kỳ luôn ạ. Có phải là chị đang ra khí hư này và có mùi rất khó chịu đúng không ạ? Và ngứa ngáy nữa, đúng không ạ? Chị dùng gel vệ sinh bên em đảm bảo là hết luôn ạ. Được chưa ạ? Em đảm bảo với các chị là hết luôn. Dùng rất thích luôn, dùng là mê luôn. Ngay từ những lần rửa đầu tiên. Vâng. Lên chị hãy yên tâm nhé. Chị Thanh Hoa ơi, chị Thanh Hoa lấy một lọ, chị Thanh Hoa lấy một lọ thì để lại cho em số điện thoại nhá, ở comment cho em số điện thoại. Để kết thúc buổi livestream này thì em sẽ chủ động gọi điện đến để gửi hàng cho mọi người nhá. Các anh chị lưu ý khi xem livestream của em hãy bớt chút một vài giây chia sẻ giúp em một lần lên trang cá nhân và 3 lần lên trên hội nhóm để có cơ hội giành được một phần quà hết sức thú vị của em, đó là thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng nhé. Và một dành cho ai mà chia sẻ lên một lần lên trang cá nhân và 5 lần lên trên hội nhóm có số lượng bình luận nhiều nhất là một lọ gel vệ sinh Vlog tinh chất vàng này em xin tặng luôn ạ. Được chưa ạ? Em có 10 phần quà là thẻ điện thoại trị giá 50.000 cơ và một phần quà là một lọ gel này nữa, nên mọi người hãy nhanh tay chia sẻ giúp em ạ để có thể nhiều chị em biết đến cái sản phẩm này hơn ạ. Được không ạ? Em cảm ơn tất cả các anh chị nhé. Và đặc biệt những anh chị nào, ví dụ muốn những chị nào mà muốn mua trong ngày hôm nay từ 2 sản phẩm trở lên em sẽ free ship nhé các anh chị nhé. Và nếu chị em nào mua thì hãy comment số điện thoại bên dưới cho em để sau cái buổi livestream này em sẽ chủ động liên hệ với mọi người để chuyển chuyển đến cho mọi người nhé. Còn các anh con trai nhá, các anh con trai vẫn mua được, vẫn dùng được ạ, tuyệt vời luôn ạ, các anh dùng tuyệt vời luôn. Nhưng các anh có thể mua để tặng vợ, tặng mẹ, tặng chị mình hay tặng người yêu mình, bạn gái mình, được không ạ? Quá tuyệt vời luôn nếu mà những người thân của mình mà được tặng một lọ gel vệ sinh Velvet tinh chất vàng như thế này, thì chắc là em đảm bảo rằng anh nào mà đang tán cô nào thì chắc chắn là đổ luôn. Còn đâu anh nào mà tặng vợ thì vợ hết giận luôn, có khi tối hôm đó lại còn hạnh phúc vui vẻ, nó lửa cháy đùng đùng đi chứ, đúng không ạ? Nên các anh chị, các anh nam cũng hãy mua về đi ạ, hãy mua chỉ trong cái livestream này thôi nhé. Chỉ trong livestream này em sẽ free ship cho những ai mà mua từ 2 sản phẩm trở lên, được chưa ạ? Vâng ạ, em cảm ơn tất cả mọi người, mừng các mọi người hãy chia sẻ giúp em nhé. Và em xin phép được nói tiếp cái sự khác biệt giữa gel vệ sinh Velvet em đang phân phối và khác và những cái dung dịch vệ sinh khác ở trên thị trường khác nhau ở điểm gì. Thứ nhất em muốn nói đến về cái thành phần chính của nó nhé. Nếu như gel vệ sinh Velvet ở trên thị trường thì thành phần chính chỉ là lá trầu không và lô hội, nước cất, axit lactic vân vân, được chưa ạ? Và các điểm khác. Nhưng đối với gel vệ sinh bên em, thành phần chính của nó là vàng 24K. Đấy, thành phần chính là vàng 24K. Nếu như mọi người mà dành ra 5 phút để lên Google tra vàng có tác dụng gì trong quá trình làm đẹp thì mọi người sẽ thấy ra vô vàn những cái tác dụng của vàng trong quá trình làm đẹp. Và chúng ta đã từng nghe thấy mọi người dùng kem dưỡng da bằng vàng, đắp mặt nạ bằng vàng, nhưng đây là sản phẩm đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cũng như là trên thế giới cho đến thời điểm này nhé mọi người nhé, là sử dụng vàng để chăm sóc và làm đẹp vùng kín của chị em phụ nữ ạ. Vàng có tác dụng làm sáng da, làm hồng, chống nhăn nheo chảy xệ, làm săn chắc, chống lão hóa, tăng collagen, lưu thông máu cực kỳ tốt, tăng khoái cảm trong quan hệ. Chị ạ, mọi người thấy vàng có tuyệt vời không ạ? Vậy còn đâu là công dụng của nó nhé? Công dụng của nó nếu như đối với các dung dịch vệ sinh ở ngoài thị trường ấy, nó có cái mùi mùi nó hắc ấy, nó chỉ là tạo cho chúng ta cảm giác là mùi thơm ấy, là nó khử mùi thôi. Nhưng thử còn đâu đối với gel vệ sinh Velvet tinh chất vàng bên em nhé, thì với thành phần cúc la mã, lá trầu không, lô hội, vitamin E, bạc la lô có tác dụng này khử mùi hôi cực kỳ hiệu quả này, cũng như là kháng viêm kháng khuẩn này, ngăn ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa cực kỳ cao. À, tại sao ạ? Nếu như các sản phẩm ở bên ngoài thị trường nhé mọi người nhé, chỉ sản xuất theo dây chuyền công nghệ bình thường thôi, nhưng gel vệ sinh Velvet tinh chất vàng bên em được sản xuất theo dây chuyền công nghệ GMP nhé, GMP tức là cái dây chuyền chuẩn của quốc tế, dây chuyền hàng chục tỷ đấy ạ, và đảm bảo cực kỳ nghiêm ngặt về độ vệ sinh. Nên tại sao có số công bố của Bộ Y tế, còn đối với các loại hóa mỹ phẩm khác thì chỉ có số công bố của bên mỹ phẩm thôi. Đấy, đấy là cái sự khác biệt nhá mọi người nhá, em muốn nói lên cái sự khác biệt tại sao khi dùng cái này chúng ta cảm giác hết ngứa, hết hôi, hết khắm và cảm giác thoải mái luôn. Đấy, không hết dịch luôn, khô thoáng, nhưng nó khô nó thoáng chứ không, nhưng nó không phải là khô ráp nhá, khô
khu thoáng khác và khu rác khác nhau hoàn toàn nhé mọi người nhé. Đấy, đấy là cái khác biệt ở bên em. Mùi hương thì bên em cực kỳ dịu nhẹ, nó mùi nước hoa và dịu lắm, nó không hắc như là các sản phẩm khác nữa. Và một điều nữa là nếu các sản phẩm ở ngoài thị trường nó rất là nhiều bọt, mọi người rửa mọi người cảm giác nó rất là nhiều bọt. Mọi người cứ hình dung nhá, như xà phòng của chúng ta hay nước rửa bát đi, rất là nhiều bọt đúng không? Nhiều bọt nó chính là cái chất tẩy rửa của nó rất là nhiều. Nếu như mọi người dùng lâu dài thì những cái chất tẩy rửa đấy nó hàng ngày nó bào mòn cái thành âm đạo của mọi người, nên mọi người càng bị ngứa. Tại vì cái vùng đấy nó rất là nhạy cảm, da đã mỏng rồi mà khi mọi người sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa vào đấy nhá, những cái sản phẩm nhiều bọt đấy thì nó sẽ càng ngày nó càng bào mòn cái thành âm đạo của mọi người đi nhá. Và lúc đó thì mọi người càng dễ bị viêm nhiễm phụ khoa và làm sao càng thấy ngứa và càng thấy giáp giáp, quan hệ càng thấy đau rát đúng không ạ? Các chị em nào mà thấy đúng như vậy thì hãy comment cho em từ đúng để em có thể chia sẻ mọi người tiếp về cái sản phẩm tuyệt vời này ạ, bên em phân phối ạ. Vâng ạ, và đặc biệt nhé, các chị em nào đang xem livestream của em mà đã sử dụng cái sản phẩm bên em rồi nhé thì hãy comment cái cảm nhận cho em ở đây để các mọi người đang xem livestream cũng như là lúc nào đó các chị em khác vào xem livestream có thể biết được cái sản phẩm của em nó tốt như thế nào. Đây em nói, em là người bán, em nói em chia sẻ cho mọi người, có thể mọi người vẫn còn phân vân, nhưng nếu như có một người thứ ba đã sử dụng cái sản phẩm này rồi mà chia sẻ với mọi người thì mọi người hãy hoàn toàn yên tâm nhé các chị em nhé. Vâng ạ, em cảm ơn mọi người. Em chào chị Hoàng Lan, em chào chị Minh Tâm. Vâng, em chào anh Quang Tèo ạ. Anh Quang Tèo ơi, anh cũng sẽ nhận được quà nhá, anh cũng sẽ nhận được quà nhưng với một điều kiện là hãy giúp em chia sẻ một lần lên trang cá nhân và ba lần lên các hội nhóm nhé. Còn nếu anh muốn nhận quà lớn hơn nữa thì hãy chia sẻ giúp em một lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các hội nhóm nhé, và bình luận thật nhiều cho em ạ. Cho em cảm ơn mọi người. Vâng ạ, tất cả những cái bình luận của mọi người cũng như là cái lượt chia sẻ của mọi người nó là cái động lực để giúp em có thể chia sẻ được tốt hơn cho mọi người biết đến cái công dụng của gel vệ sinh với lớp tinh chất vàng này nó tuyệt vời như thế nào ạ. Được chưa ạ? Dạ. Chị ơi, phụ nữ sau sinh dùng được nhá. Em vừa nói chắc chị vừa vào xem livestream của em đúng không ạ? Chị Hoàng Lan ơi, chị Hoàng Lan vừa vào xem livestream của em thôi đúng không ạ? Vâng, em vừa nói nhá, sản phẩm của em rất an toàn và lành tính, dùng được cho cả người lớn lẫn trẻ em này, nam và nữ này, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang mang bầu và sau sinh thì dùng cực kỳ tốt luôn các chị em nhé. Sau sinh các chị em cũng cơ thể mọi người cũng biến đổi rất là nhiều, đặc biệt là sản dịch ra nó rất là mùi, nó rất là khó chịu, và nói thẳng nó rất là khó chịu luôn đấy, vì em cũng đã từng từng sinh em bé và em cũng đã biết ý, nên mọi người sử dụng nó khử mùi hôi cực kỳ hiệu quả luôn. Nếu em nói sai nhé, em hoàn tiền gấp đôi cho mọi người luôn nhé, mọi người ném gạch đá thoải mái lên tường Facebook của em luôn. Vâng ạ, vâng, chị yên tâm nhé. Chị Dương Hòa ơi, chị Dương Hòa lấy một lọ thì hãy comment cho em số điện thoại ở bên dưới nhá, để sau cái livestream này thì em sẽ gọi điện trực tiếp để em gửi hàng cho mọi người. Vâng ạ, hãy comment cho em số điện thoại. Chị ghi một lọ và comment cho em số điện thoại nhé. Còn những ai mà đã chia sẻ giúp em đầy đủ một lần lên trang cá nhân, ba lần lên các hội nhóm thì hãy comment giúp em là đã chia sẻ đủ một lần lên trang cá nhân và ba lần lên các hội nhóm cho em nhé. Em cảm ơn mọi người ạ. Chị Dương Hòa ơi, hay các chị em ơi, nếu mà trong livestream ngày hôm nay các chị em nào mua từ hai sản phẩm trở lên nhá thì em sẽ free ship cho mọi người luôn ạ. Được chưa ạ? Còn một lọ thì em không free ship được đâu nhá mọi người nhá, vì một lọ thôi thì em không free ship được. Các chị em ơi, mình dùng này mình có thể là chia sẻ cho mẹ mình, các anh chị em mình, rồi còn nhiều lắm bạn bè người thân mình nhiều lắm. Cái lần mà em dùng cái đứa bạn em mới đến nó dùng nó thấy tốt quá, nó còn cướp trên dán bước của em luôn đấy, nó cướp luôn của em luôn. Vâng, nên các anh chị hãy yên tâm đi, dùng là mê, em đảm bảo mọi người là dùng là mê. Nếu em mà nói sai mọi người ném gạch đá lên tường em thoải mái, em xin hoàn tiền gấp đôi cho mọi người luôn ạ. Vâng, rất nhiều các chị em đã dùng và phản hồi cho em rất là tốt về kết quả của sản phẩm rồi, nên hôm nay em mới tự tin ngồi đây để em chia sẻ với các chị em, để nhiều các chị em phụ nữ mình biết đến sản phẩm này hơn, không những để ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa mà còn làm đẹp nữa. Các chị em có muốn cái khu vực vùng kín của mình nó hồng hào lên không ạ? Sau khi đẻ xong nó giãn ra,
nó màu thâm không khác gì cái miếng thịt bò, đúng không ạ? Miếng thịt bò, miếng thịt trâu, em phải tự công nhận em là như vậy. Sau khi mà em sử dụng gel vệ sinh Vlớp này một thời gian nhá, thì nó hồng hào lên trông thấy luôn ạ. Và đặc biệt là cảm thấy cực kỳ dễ chịu, khô thoáng, hết dịch, hết ngứa, hết hôi luôn. Em cam kết với mọi người luôn ạ, sản phẩm bên em là như vậy. Nên chính vì như thế nên nó đã vượt qua hơn 5.000 đối thủ để được thương hiệu Cúp Vàng, thương hiệu xuất sắc châu Á Thái Bình Dương được tổ chức vào tháng 1 năm 2019 mà các chị em. Nên em tự tin giới thiệu với mọi người luôn. Vâng. Chị Thanh Hoa ơi, chị Thanh Hoa lấy một nọ à? Thế chị cho em số điện thoại, comment cho em số điện thoại nhá, để lát nữa em gọi điện thì em gửi cho chị nhá. Vâng. Anh Trung Kiên ơi, anh Trung Kiên lấy được cũng được. Vâng, anh về anh tặng vợ mà, anh tặng vợ rồi hoặc tặng mẹ cũng được. Nhiều anh dùng cũng được nhá. Vâng, em cảm ơn ạ. Vâng. Chị Khánh Vân ơi, chị Khánh Vân đang bị ngứa đúng không? Chị dùng dung dịch ngoài thị trường vẫn bị ngứa đúng không? Vâng, đúng rồi, em thấy chị comment chị bị ngứa thì có dùng được không? Chị ơi, chị bị ngứa, chị dùng hết ngứa luôn nha, em cam kết luôn đấy ạ. Em cam kết với chị luôn đấy ạ. Không ngứa em xin hoàn, không không hết ngứa em xin hoàn tiền gấp đôi nhá. Chị dùng thì có hồng hào không ạ? Có chị ơi, tác dụng của vàng nhá, tác dụng của vảy vàng này là nó sẽ giúp các chị em làm hồng hào, làm sáng da ở vùng kín, làm săn chắc nó lại. Trước thì nó khi chị em đẻ áo nó sẽ bị rộng ra, nó giãn ra, thì bây giờ khi dùng cái này nó sẽ dần 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 nó sẽ sáng lên, nó làm da săn chắc lại, nó sáng lên, nó chống lão hóa da, mà vàng có tác dụng cực kỳ tốt trong quá trình làm đẹp luôn ạ. Vâng, nên tại sao nữ hoàng Cleopatra vậy ạ, còn ăn vàng uống vàng cơ ạ, đắp mặt nạ bằng vàng cơ. Nên bây giờ đây là sản phẩm đầu tiên có vàng để chăm sóc vùng kín của chị em phụ nữ đấy ạ. Các chị em trải nghiệm đi ạ, mê luôn, em đảm bảo các chị dùng là sẽ mê, mà các chị dùng thì chồng các chị em cũng sẽ phê luôn, em cam kết luôn. Em mà nói sai em xin hoàn lại tiền nhá. Có em Huyền đây, em Huyền ở Kim Động Hưng Yên đây, em Huyền vẫn đang online đây, em Huyền đang trực tiếp nói chuyện với các chị đây, và tường Facebook của em Huyền đây, nếu em Huyền nói sai lém gạch đá thoải mái em Huyền đi, để em Huyền không bán được hàng nữa đi ạ. Đấy, nếu sản phẩm của em không tốt mà em quảng cáo nó tốt, các anh chị thoải mái lém gạch đá lên tường Facebook của em nhé. Tường Facebook của em bây giờ là cũng khá là nhiều bạn bè rồi, gần 5.000 bạn bè rồi, nên mọi người mà lém gạch đá một phát là em chết luôn, đúng không ạ? Nên em không dám quảng cáo sai cái sản phẩm của em đâu. Vâng. Các anh chị nếu mà các chị nào muốn lấy hãy comment cho em số điện thoại ở bên dưới nhé. Và đến cuối buổi livestream ngày hôm nay thì em sẽ chủ động liên hệ và em gửi hàng cho mọi người. Nếu từ hai sản phẩm trở lên nhé thì em sẽ free ship cho mọi người luôn ạ. Vâng ạ. Các anh chị em ơi, khi xem livestream của em hãy giúp em đi, hãy giúp em chia sẻ một lần lên trang cá nhân và ba lần lên các hội nhóm để có cơ hội giành được một thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng, mà em có 10 thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng dành cho những anh chị em nào chia sẻ cho em nhanh nhất livestream ạ. Được chưa? Và một phần quà là một lọ gel vệ sinh Vlớp tinh chất vàng cực kỳ là tuyệt vời này, dành cho ai chia sẻ một lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các hội nhóm nhé. 5 lần lên các hội nhóm và có số lượng bình luận nhiều nhất ạ. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Các anh chị hãy chia sẻ giúp em đi để cho mọi người biết đến em nhiều hơn, cũng như là biết đến một sản phẩm tuyệt vời này hơn ạ. Không những là để chăm sóc và làm đẹp, và đặc biệt là nó còn ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa cực kỳ tốt. Các chị em nếu ai làm phụ nữ thì chắc chắn là khi mà chúng ta, chính bản thân chúng ta biết rằng chúng ta có bị viêm nhiễm hay không, đúng không ạ? Cứ có khí hư này, màu trắng như bã đậu này, màu vàng hay màu xanh này, âm đạo bị ngứa này, đau rát khi quan hệ này, hoặc quan hệ ra máu này, hay là vân vân vân, nó có rất là nhiều nguyên nhân đấy, mà cả mùi mẽ khó chịu đấy, thì mùi hôi khắm ấy thì đều là các biểu hiện của mình đang bị viêm nhiễm phụ khoa nhé. Nên các chị em hãy nhanh tay dinh một nọ này về để giải quyết tất cả vấn đề đó, ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa, lấm ngứa, rồi đặc biệt là làm hồng, se khít làm hồng. Các chị em thấy có tuyệt vời không ạ? Một sản phẩm có quá nhiều công dụng như vậy, tại sao các chị em không dinh ngay nó về? Không những dùng để vệ sinh vùng kín nha các chị em nhé, còn dùng được rửa mặt luôn ạ. Với thành phần là cúc la mã, lá trầu không, lô hội, vitamin E, giúp kháng viêm kháng khuẩn cực kỳ tốt. Nên các chị em nào đang bị mụn nhá, dùng hết mụn luôn, hoặc là đang không có mụn dùng thì không bao giờ có mụn, hãy nhìn mặt em xem.
Em không hề bôi cái gì nhá các chị em nhá. Em livestream em chỉ quẹt tí son để cho nó rạng rỡ hơn, nó tươi tắn hơn, để khi trò chuyện với mọi người em tự tin hơn thôi. Mọi người hãy nhìn tay em này, da tay và da mặt em bằng nhau đúng không ạ? Đấy. Nên là em không hề bôi cái gì nhá. Nhiều khi tay em còn trắng hơn mặt đấy, mặt em còn đen hơn đấy. Đấy, nên mọi người em chỉ dùng mỗi gel vệ sinh với lớp tinh chất vàng này để vệ sinh và rửa mặt hàng ngày thôi đấy, giữ vệ sinh vùng kín và vệ rửa mặt hàng ngày thôi mà em có được cái làn da nó mịn màng và trắng như thế này này mọi người này. Đấy, em không hề bôi cái gì nhá, vì tay em còn trắng hơn cả mặt em đây này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Nhá, gel vệ sinh Velux bên em không những dùng để vệ sinh vùng kín đâu, còn rửa được cả mặt để tắm gội cho em bé nhá. Tắm gội cho em bé đặc biệt là trẻ sơ sinh tránh rôm sảy cực kỳ tốt luôn. Có thành phần cúc La Mã cực kỳ tốt, mùi hương thì dịu nhẹ, rất là ít bọt. Đấy, nên mọi người dùng rất là thích luôn. Em đảm bảo mọi người dùng rồi và các mọi người chắc chắn là sẽ muốn dùng lại luôn. Vì 95% khách hàng ở bên em đã dùng và quay lại gắn bó lâu dài với gel vệ sinh Velux bên em ạ. Vâng. Chị Thanh Nga ơi, chị Thanh Nga lấy hai lọ à? Chị Thanh Nga lấy hai lọ thì được free ship nhá. Vâng, em cảm ơn chị cho em xin số điện thoại đi và sau buổi livestream ngày hôm nay em sẽ liên hệ trực tiếp với chị để em xin địa chỉ và gửi cho chị nhá. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng. Các chị hãy nhanh nhanh nhá. Hãy nhanh nhanh đặt hàng trong livestream của em ngày hôm nay, nếu từ hai sản phẩm trở lên được free ship. Và những anh chị em nào đang xem livestream của em ngày hôm nay, hãy bớt chút thời gian để chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và ba lần lên các hội nhóm để được sở hữu một thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng. Và nếu ai chia sẻ một lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các hội nhóm thì sẽ có cơ hội giành được một lọ gel vệ sinh Velux tinh chất vàng này em Huyền tặng nha. Vâng, em cảm ơn tất cả mọi người khi xem livestream. Chị Khánh Vân ơi, chị Khánh Vân mà lấy thì hãy comment cho em số điện thoại nhé. Chị ơi, dùng là hết ngứa luôn, hết mùi hôi khắm luôn nhá. Chị đang ra một ít dịch, có, hết luôn ạ, em đảm bảo là hết luôn. Nếu em nói sai các anh chị nhá, ném gạch đá vào tường Facebook em thoải mái luôn. Em bán hàng bây giờ bạn bè của em lên đến gần 5.000 người rồi. Các chị em chỉ cần ném gạch đá phát là em chết toi luôn. Vâng, nên là các chị em hãy hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm của em nhé. Vâng, sản phẩm bên em luôn luôn có phiếu bảo hành này. Đấy, phiếu bảo hành và cam kết của công ty này về các không có hóa chất độc hại này. Và thứ hai, bao giờ cũng có tem xác thực hàng chính hãng này, mọi người thấy có tuyệt vời không ạ? Vâng. Chị Khánh Vân ơi, chị Khánh Vân lấy một nọ thì comment cho em số điện thoại vào đây nhé. Vâng. Chị Thoa ơi, chị Thoa đang bị viêm nhiễm mà chị bị chắc là viêm nặng đúng không? Chắc là da khí hư chắc là nhiều và màu xanh vàng và ngứa điên đảo lên đúng không ạ? Vậy thì nhá, chị dùng nọ gel này vệ sinh rửa bên em kết hợp với viên đặt này bên em nữa nhá. Viên viên đặt vừa để vệ sinh này, vừa để vệ sinh này, vừa se khít làm hồng nữa nhá. Se khít luôn, khít khịt luôn nhá chị nhá. Và hồng luôn. Và đặc biệt đào thải mầm viêm cực kỳ tốt luôn. Nếu như các chị em nào mà đang bị chớm bị viêm nhé, đang chớm bị viêm nhiễm và để chữa ngay khi bị chớm này và để phòng viêm nhiễm này và làm đẹp nữa thì hãy dùng gel vệ sinh Velux tinh chất vàng bên em được chưa ạ? Còn nếu chị em nào đã bị viêm nặng rồi nhá, tức là nó da khí hư rất là nhiều, màu xanh vàng đỏ rồi, ngứa điên đảo lên rồi ấy, hoặc là quan hệ đau rát chảy máu rồi thì mọi người phải dùng kèm theo cái viên vệ sinh này bên em nữa nhé. Cũng thương hiệu Velux, cũng có số công bố của Bộ Y tế và đầy đủ giấy tờ minh bạch. Trong hộp này có cả viên đặt nhá, viên vệ sinh nhá và cả gói sông để kết hợp cho mọi người đạt hiệu quả cao nhá. Và viên vệ sinh này không những đào thải màng viêm mà nó còn se khít làm hồng, thơm tho cô bé nữa nhá. Chị nhá, nên là chị lên dùng kết hợp hai sản phẩm này của bên em luôn ạ. Em đảm bảo với chị là khỏi nhá. Một nếu mà chị nhẹ thì một là 1 đến 2 liệu trình là khỏi, nặng thì 3 đến 4 liệu trình thì chị mới khỏi được. Vâng. Thì chị hãy comment số điện thoại đây cho em sẽ tư vấn cho em hoặc là vào inbox cho em lát nữa sau buổi livestream này em tư vấn cụ thể cho. Vì chị như vậy là đang bị viêm nặng rồi đấy, để lâu là thành viêm lộ tuyến đấy. Viêm lộ tuyến mà chị đốt điện là từ 35 đến 50 triệu, đau lắm. Đau đau đớn mà lại còn bị tái đi tái lại cơ, mà tốn tiền 35 đến đến 50 triệu cơ, còn bên em chỉ vài trăm nghìn thôi là giải quyết hết nhá, đảm bảo khỏi trong lâu dài, không khỏi em xin hoàn tiền gấp đôi. Em Huyền ở Kim Động Hưng Yên hoàn tiền gấp đôi luôn, được chưa ạ? Nên chị hoàn toàn yên tâm nhá. Kết hợp dùng cả gel vệ sinh Velux tinh chất vàng bên em và cả viên vệ sinh nữa để kết hợp vào.
hai sản phẩm này là kháng viêm kháng khuẩn này, đây là giúp hỗ trợ kháng viêm vệ sinh hàng ngày này, ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa này. Còn nếu chị em nào đã bị viêm nặng rồi kết hợp hai cái này này đảm bảo khỏi luôn nhá. Đấy. Viên vệ sinh bên em cơ chế cực kỳ thông minh luôn. Nếu như một số hãng khác mọi người đặt vào thì phải lôi ra rồi vân vân rồi đặt vào nó chỉ tan ra nó không đẩy ra mà mọi người không biết là nó có hết viêm nhiễm hay không, hay đặc biệt là thuốc tây ấy, khi mà nó tan ra nó còn tồn lại ở trong các lớp gấp âm đạo ấy nên là nó vẫn bị viêm nhiễm, mọi người vẫn thấy khó chịu vẫn viêm nhiễm. Thì đối với cái viên này bên em nhá, đặt vào nhá, ngày thứ nhất nó sẽ khít cô bé lại để nó đào, nó bắt đầu nó thẩm thấu ở bên trong cô bé, đến ngày thứ hai nó đào thải hết ra bên, nó đẩy hết ra bên ngoài, mọi người nhìn thấy trông thấy luôn ạ, được chưa? Và đến ngày thứ ba thì những cái chỗ tổn thương ở trong thành âm đạo của mọi người đấy nó sẽ tái tạo lại cho mọi người láng mịn như là khi chưa bị viêm luôn, nên mọi người hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng về sản phẩm bên em nhé. Sản phẩm bên em bao giờ cũng có số công bố của Bộ Y tế này đấy, có đầy đủ giấy tờ minh bạch này, không lờ mờ lèm nhèm nhé mọi người nhé. Đây là viên vệ sinh này kết hợp với gel rửa này, chị nào viêm nhiễm nặng thì phải dùng thêm veo viêm vệ sinh nhá. Hãy inbox cho em, nếu mà ngại comment ở đây thì inbox cho em nhá, inbox cho em tư vấn thêm cho. Vâng, nếu chị lấy một combo này nhá, em cũng miễn phí free ship luôn. Vâng. Nếu chị em nào mà ngại ấy, vì em biết livestream như này nhiều người cũng ngại bình luận vì đây là chuyện thầm kín mà, thì mọi người có thể comment cho em sẽ tư vấn cho mọi người để hiểu cặn kẽ hơn và để biết xem tình trạng của mọi người đang ở mức độ như nào để em có thể tư vấn được cho mọi người chính xác nhất nhá. Còn đây chỉ là gel vệ sinh thôi. Nếu ai bị viêm nhẹ, chớm viêm thì dùng sẽ khỏi, được chưa ạ? Hết ngứa, hết hôi, hết khắm luôn, âm đạo giữ độ ẩm cân bằng, cảm thấy cực kỳ thoải mái, thoáng mát cả ngày, hết dịch luôn nhá. Hết ngứa, hết dịch, hết hôi, hết khắm. Em Huyền cam kết, được chưa ạ? Và còn một sản phẩm nữa bên em nữa mà dành cho những cái đối tượng ví dụ như là các bạn nữ mới lớn mà đang chuẩn bị có kinh nguyệt đấy. Kinh nguyệt thì thường hay có những cái vấn đề như là đau bụng kinh này, kinh đen này, kinh hôi này, rối loạn kinh nguyệt này, kinh vón cục này, kinh đen hôi này, hay là u lang u sơ nhá. Và đặc biệt là các chị em mà đang ở giai đoạn tuổi tiền mãn kinh, loạn kinh và rất là nhiều các vấn đề về kinh nguyệt nhá. Đấy, hay là u lang u sơ, lang trứng này, vân vân vân, lang nước, lang trứng vân vân, thì mọi người sẽ dùng combo này cho em ạ. Thì em cam kết mọi người là combo này nhá. Combo này là viên uống điều kinh bên em. Với thành phần là hoàn toàn từ các thảo dược quý hiếm nhá, đây không phải là thuốc tây nhá mọi người nhá. Hoàn toàn là từ thảo dược quý hiếm. Viên vệ sinh này cũng vậy ạ. Thành phần từ rất nhiều các thảo dược quý hiếm và đây là viên đặt ở dưới nhá. Còn đây là viên uống nhá, viên nén để uống nhá. Cái viên đặt ở dưới này nhá, mọi người lưu ý này. Mọi người đã thấy viên vệ sinh nào đặt ở bên dưới còn ăn uống được chưa? Thì viên vệ sinh bên em nó cực kỳ an toàn và lành tính nhá mọi người nhá. Có thể ăn được, uống được nhá. Trong những trường hợp này, mọi người bị nhiệt miệng này, loét miệng này, hay mọi người bị nhiễm cái lấm Kazizan. Cái lấm Kazizan ấy, đó chính là cái lấm mà giống như ở cái miệng của các em bé mà uống sữa nó có cái cấn trắng đấy. Nó cũng có cả vùng kín của mình nhá. Đấy, mà khi mọi người ra khí hư như cái bã đậu đấy. Nhưng nếu ở trên miệng thì mọi người bị mà mọi người cảm